Thời gian qua, các dịch vụ truyền hình trả tiền qua ứng dụng OTT, OTT TV đã dần trở nên quen thuộc với nhiều gia đình người Việt nhờ có nhiều lựa chọn giải trí, học tập, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nội đang cung cấp các dịch vụ OTT TV cho rằng họ đang gặp nhiều bất công khi cạnh tranh với các doanh nghiệp xuyên biên giới ngay trên chính sân nhà. Vì sao? Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có 22 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT TV. Dẫn đầu thị trường OTT TV trong nước hiện nay là các doanh nghiệp có sẵn hạ tầng viễn thông lớn như FPT với dịch vụ FPT Play, Viettel, Next TV, VNPT, My TV. Các doanh nghiệp này có điểm chung lợi thế là ngoài kinh doanh dịch vụ truyền hình, còn kinh doanh nhiều dịch vụ viễn thông khác trên cùng hạ tầng truyền dẫn. Song song đó còn có các dịch vụ OTT TV khác có nhiều nội dung nổi trội, thu hút khá đông người dùng như Galaxy, Vion, Clip TV. Bên cạnh dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước, các OTT TV xuyên biên giới cũng ngày càng phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam nhờ sự bùng nổ của Internet băng rộng. Có thể kể đến như Netflix, WeTV, iQIYI, iFlix, Apple TV. Vì vậy, các chuyên gia trong ngành nhận định thị trường OTT TV tại Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đại chiến giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài thông qua ứng dụng OTT TV xuyên biên giới. Mặc dù chiếm tỷ trọng doanh thu rất lớn, nhưng các OTT TV xuyên biên giới chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam. Do đó, xét về mặt tuân thủ pháp luật, các OTT TV đang vi phạm nghiêm trọng trong nhiều năm nay. Việc vi phạm còn bao gồm hành vi bỏ qua các yêu cầu về biên tập, kiểm soát nội dung trước khi cung cấp đến người dùng. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nội dung biên tập gây rủi ro rất lớn và có thể tác động lâu dài đến nhận thức của người dân cả nước. Chẳng hạn, một số phim trên dịch vụ Netflix có các nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt có những phim làm sai lệch lịch sử đấu tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc. Trong khi đó, theo chia sẻ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT TV trong nước, họ phải tuân thủ pháp luật cũng như nhiều quy định, nghĩa vụ liên quan đến cấp phép hoạt động, chỉnh sửa, dịch và kiểm duyệt nội dung phát hành, tỷ lệ giữa các kênh trong nước và các kênh nước ngoài, cũng như thuế và phí cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Theo đánh giá của nhà mạng Viettel, việc không bị kiểm duyệt khiến nội dung các dịch vụ OTT TV xuyên biên giới trở nên đa dạng và cung cấp rất nhanh, miễn phí đến người dùng, trong khi OTT trong nước phải trả phí rất lớn cho các hoạt động này, kiểm duyệt, cung cấp, mua bản quyền. Các nhà sản xuất nội dung tại Việt Nam, đài truyền hình, công ty sản xuất phim hiện rất hào hứng đưa nội dung lên các OTT xuyên biên giới để kinh doanh theo mô hình miễn phí nội dung, thu doanh thu từ quảng cáo. Trong khi đó, các OTT có giấy phép trong nước phải trả phí cao để tiếp sóng nguyên vẹn nội dung này từ các đơn vị sản xuất nội dung nội bộ. Đại diện Viettel cho biết, điều này khiến các OTT trong nước khó phát triển vì vừa phải trả chi phí đầu tư nội dung cao, vừa bị kiểm duyệt chặt chẽ, do vậy phát sinh bộ máy lớn để tiền kiểm nội dung và nộp các khoản lệ phí hoạt động.